ở nhà nghe, hôm nay ông xã em sẽ dọn cái cây ở phía trước nè cả nhà ơi, cắt cho nó gọn lại tại vì hôm nay nó chỉ ra ngoài quá rồi, hôm nay sẽ làm lại nè cả nhà, vừa ở phía ngoài mà vừa ở phía trong luôn nha cả nhà. Để em đi vô trong cho cả nhà xem. Phía trong nữa, nhưng mà bây giờ sẽ làm ở phía ngoài trước rồi ở phía trong làm sao đó, ảnh cắt đó thì em sẽ ngồi em làm. Mình sẽ lụm bỏ như thế này. Trời ở chỗ khác đang mưa đó, chỗ khác đang mưa mà nghe cho em thì nắng, trời hôm nay mưa nhưng mà mưa chưa tới. Ấm thì cắt còn em thì lụm nha cả nhà, lụm bỏ vô trong này. Cả nhà ơi, ở Nhật Bản là còn phải 4 ngày nữa là lễ cả nhà. Lễ ở Nhật Bản các ở lớn, lễ giống như là ở Việt Nam mình là Bình Thần nữa cả nhà. Rất là lớn. Vì vậy hẹn với cả nhà là khoảng 4 ngày nữa. 4 ngày nữa thứ 3, 4, 5, thứ 6. Khoảng 4 ngày nữa rồi cả nhà. Em sẽ đi quay cái lễ tình thần ở Nhật Bản cho cả nhà xem, rất là lớn. Xe người ta chạy ở dưới, cho nên là phải cắt. Cả nhà ơi, vừa làm vừa kể chuyện cho cả nhà nghe. Rồi cả nhà ở Nhật Bản con gái cả nhà dám giết bà mẹ 70 tuổi, giết bà mẹ xong rồi cho hút thuốc hút cần để làm ăn, mà cái cô đó là một cô giáo dạy tập thể dục ở trong chỗ dạy, là cô giáo rất là hiền cả nhà, ai cũng thích đó. Nhưng mà không biết sao, không biết sao nguyên cớ nào mà biết bà mẹ để ăn xong rồi cảnh sát mới phát hiện, không biết phát hiện sao đó mới bắt cô, mà cô nói cô còn giữ một khoản thịt của bà mẹ để ăn. Nói ăn để luyện cái gì đó cả nhà, trời ơi biết là thằng dữ rồi, luyện cái giống gì không hiểu đâu, thằng dám biết là hỏi gì vậy. Thời bây giờ là không hiểu nổi,
con thì mẹ, con gái, con trai đều biết cha biết mẹ. Ở Nhật Bản mà chịu thiên tai nhiều lắm. Không làm lẽ không làm thì về cho về nó hỏi cũ chứ. Cắt ở đây là có cắt ở kia không? Ở trong á. Sao thế vậy? Y tôi còn cắt ở kia. Cắt ở trong. Cắt ở phía trong. Đây vệ sinh cái này. Ở phía trước. Cắt quá. Rất là kỹ luôn. Dọn dẹp chăm sóc nhà cửa. Một người đàn ông rất là đáng thương. Bây giờ cắt ở phía trong nữa. Không làm ở phía trong đó, cái gia đình đưa cho em làm để cho bà già chồng bà coi. Bà coi là bà nói em giỏi lắm. Cắt 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 cắ
Công ty đi lại nhà là sẽ giống như làm bonsai cho mình nữa cả nhà. Năm nào cũng vậy, tháng 11, nhưng mà bây giờ ông xã em bây giờ rảnh cho nên ông làm á. Đây nè cả nhà. Ở phía trước nè. Cái cây này rất là đẹp luôn nha cả nhà, cái hộp chuỗi đó nè. Nữa nó lớn lên nó cái hộp chuỗi nó màu đỏ cả nhà, rất là đẹp. Ở Việt Nam mình nó là Tết đó, thường thường đó. Ta làm hộp chuỗi bằng cái mướp á, cái gọt tròn tròn, cái nhúng màu đỏ cả nhà. Nhưng mà ở Nhật Bản là cái cây này rất là nhiều nha. Cây này là thực tế luôn. Cây này rất là đẹp. Với cái cây này nè. Tới tháng 2 là hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Hoa, chỗ hoa rất là nhiều luôn. Hoa rất là đẹp. Cái này là nó nè. Simi lại nè. Simi no nuke gara. Là kiểu yeah. Cái con ve nè cả nhà, quá trời nhiều luôn đó. Nó ở dưới nó đào lỗ ở dưới đất mình nè. Còn ở Việt Nam mình thì nó ở trên cây cọng, cây này cây kia rất là nhiều nha cả nhà. Đây ở phía trước của nhà nè cả nhà. Em tính năm sau bắt đầu các em sẽ trồng hoa ở đây thêm. Tại vì bây giờ em chưa có rảnh cho nên nó không cho em trồng. Ổng nói trồng xong rồi bỏ đi rồi cái không có ai tưới nước đó cả nhà. Cho nên bây giờ mình đó, nè ở phía trước nè, đặt để cái bàn của cà phê đó, đó là đẹp, ngồi uống cà phê là ok, nhưng mà ông sợ muỗi chích. Hôm nay ông xã em cũng có kêu người á cả nhà đi đến nhà để thay những cái cửa này nè cả nhà. Mà em thấy cái cửa này còn mới mà ông nói cũ rồi. Thay cái cửa này, tính sửa nguyên căn nhà lại hết mà hôm bữa có đi coi đó cả nhà. Nhưng mà em nói khoan từ từ ha, sửa tại sửa lại cho phu cư nó ở đó cả nhà. Sửa cái lầu lại, cái lầu ở trên đó sửa lại cho nó rộng, cái phòng nó bự lên tí nữa. Giờ mình cắt cái này nè cả nhà. Cắt cái này. Cắt cho nó gọn lại nha cả nhà. Kiến cũng dữ lắm luôn. Mấy bữa kia làm vợ chồng em ông cũng đã cắt rồi cả nhà. Nhật Bản là trời mưa nhiều nghe cả nhà. Nhưng mà trời mưa nhiều muỗi quá, mà nóng thì cũng nóng dữ lắm nha cả nhà, nóng 40 độ luôn nha cả nhà, nóng chịu không nổi luôn. Yêu cắt xong rồi tỉa bớt. Em về bên đây giờ em làm. Ông vợ chồng em, bà vợ chồng khỏi mướn ai. Sáng các em thức dậy sớm, các em ra em lượm lá cây.
thấy em hút bụi nhà cửa, vệ sinh bếp núc. Xin đi làm thì không có cho cả nhà. Ây dồi, trụi trội vô không có chịu. Nhưng mà em làm công việc nhà ở nhà ông già chồng với bà già chồng cũng rất là được nha cả nhà. Cũng mỗi tháng á cũng cho em tiền mà em không có lấy. Em không có lấy cái ông bà già chồng á. Mới nói với chồng em là kêu em lấy đi để ăn xài. Thứ hai, nữa để có tiền gửi về cho giúp cho ba mẹ ở Việt Nam. Cả nhà thấy được không cả nhà? Quá được phải không? Ông bà già chồng em là quá được luôn. Rất là biết chuyện. Hồi đó mới qua đó cả nhà. Để em kể cho cả nhà nghe. Hồi đó mới đi qua Nhật Bản đó cả nhà. Bà già chồng rất có chịu em. Nhưng mà ông già chồng thì không chịu. Nhưng mà bà chưa có biết là có con rồi. Bà chưa biết là có con với ổng rồi đó cả nhà. Xong rồi cái ổng nói dữ lắm, ổng nói nếu mà bà không ký, bà mà không ký là ổng sẽ về Việt Nam, ổng sẽ ở với em. Cái bà sợ, cái bà ký. Tại vì ở Nhật Bản đó là nếu mà muốn kết hôn đó là phải thông qua cha mẹ. Cha mẹ ký, phải có chữ ký của cha mẹ mới được kết hôn như thế này. Tại vì cha mẹ còn sống, nếu cha mẹ còn sống. Còn cha mẹ mất rồi thì tự ok. Còn cha mẹ còn sống thì phải có chữ ký của cha mẹ. Cho nên cả tuần lễ không thấy phục quả dữ lắm. Xong rồi bà mới ký. Ký xong rồi lúc đó bà cũng chưa chịu. Xong rồi cái em về em ở. Về á, không biết biết qua đây là cái ở ở nhà, cái em làm công việc nhà. Mới đầu cái bà không cho, bà không cho làm. Cái từ từ bà làm không có nổi. Cái ông chồng em nói là già rồi để cho em làm. Mà ông này cũng được công chuyện á, cái ông kêu em làm này đi, làm này đi. Cái hai ba ngày cũng cho, hai ba ngày cũng cho tiền. Mà ông cho em đâu lấy. Em không lấy cho em bị la. Bây giờ chồng nói ổng cho thì lấy. Để mà để túi, để không thức ăn cái gì đó để con ăn. Cô xã em rửa nhà ra. Rửa nhà cho sạch. Hôm bữa lao rồi. Cái kiến ở phía trước nè. Cuốn kiến này ở phía trước là hôm bữa em cũng đã lau sạch rồi đó cả nhà. Hắc cười, hôm bữa lau cái kiến sạch xong rồi lau hết mấy cái kiến này luôn. Không như bả đâu có kêu đâu, các em tự em đi lau. Lau xong rồi đó cả nhà, cái bỏ vô bao thư cho em 10 lá. 10 lá là tức là 10 lá là được mười mấy triệu tiền Việt của mình đó cả nhà. Bây giờ là mười mấy triệu nha, chứ 10 lá như là khoảng 14 năm về trước là 20 mấy, gần 30 triệu. Là tại vì tiền yên nó đang rớt giá đó cả nhà. Nói chung thì bây giờ là vợ chồng nó đó cũng được, nó cũng rất là thương em. Tại vì em về nhà là em làm công chuyện hết. Em không có để cho ổng với bà làm. Vậy từ cái đó là ổng với bà thương.
chứ những lúc cho em á là em không có lấy, cho em tiền em không có đi lấy, cho nên ổng với bả mới quý chồng em từ lúc đó. Nhưng mà cũng phải kêu em lấy đưa cho chồng em, rồi chồng em đưa lại cho em. Ok, thì bây giờ cũng đã xong rồi cả nhà. Cả nhà bây giờ cũng đã xong rồi. Em cũng tâm sự với cả nhà. Xong. Bây giờ mình bỏ cái này ở bên đây. Ok. Em đi ra phía sau. Đây, bên hông phía sau nè cả nhà. Đây vườn cà của em nè. Trái nè cả nhà. Bữa nay trái quá trời luôn. Đây vườn cà của em. Đây trái nè. Nhìn thấy đẹp ghê luôn. Đậu bắp luôn. Nè, cà nè. Trái thấy thơm. 8 cây cà. Nhưng mà chuẩn bị sắp tới này chuẩn bị đi về Việt Nam rước thằng nhỏ, sợ nó không có ai chăm sóc á, trời nắng cà này nó uống nước dữ lắm cả nhà. Đây cái mép bên giường phía bên hông á cả nhà. Đây còn bên đây là cây cà nữa nè. Cà này á, trời mưa bão nó bị gãy xong rồi cái nó bị dọp rồi đó cả nhà, chứ nó không ấy là nó tốt, là nó ok luôn. Trái nè, thấy em giờ mình sẽ rửa cái kéo này nha cả nhà. Cả nhà giờ em cũng tâm sự với cả nhà xong rồi em cũng xin tạm dừng video nha cả nhà. Chúc cô dì chú bác anh chị em thật nhiều sức khỏe. Chúc cô dì chú bác ngoài nước và trong nước thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Một ngày nào đó em sẽ hẹn gặp cả nhà sau. Xin chào.